Ông nền cho hình ảnh một cách dễ dàng. Thông thường để thay đổi phông nền cho một hình ảnh, bạn cần nhờ đến những phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiệp, cắt đối tượng ra khỏi nền của hình ảnh sau đó ghép đối tượng đó vào phông nền mới. Tuy nhiên, với ứng dụng miễn phí dưới đây, mọi chuyện đều được thực hiện một cách tự động và rất nhanh chóng. Teleport Auto Background Change, gọi tắt là Teleport, là ứng dụng xử lý ảnh miễn phí cho phép tự động nhận diện đối tượng có trong hình ảnh, sau đó cắt đối tượng ra khỏi hình ảnh gốc và ghép đối tượng đó vào một nền mới người dùng có thể chọn sẵn các hình nền do ứng dụng cung cấp hoặc lựa chọn hình nền của riêng mình để có thể tạo ra những bức ảnh độc đáo và thú vị. Với người dùng Android, download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây, tương thích ANDROID44 trở lên. Ứng dụng cho phép người dùng chụp một hình ảnh mới để bắt đầu xử lý hoặc lựa chọn các hình ảnh có sẵn trên thiết bị để xử lý. Giao diện của ứng dụng là giao diện chụp ảnh. Người dùng có thể nhấn vào nút Gallery để chọn những hình ảnh sẵn có trên thiết bị. Sau khi chọn, ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng cắt lại hình ảnh để sử dụng cho phù hợp với tỷ lệ do ứng dụng cung cấp bạn có thể nhấn vào dấu tích ở góc trên bên sau khi đã cắt lại hình ảnh cho hợp lý sau khi cắt ảnh ứng dụng sẽ tự động nhận diện đối tượng có trong ảnh và sẽ xử lý để xóa đi nền của hình ảnh chỉ giữ lại đối tượng chính này sau đó ghép đối tượng đã được chọn vào phông nền sẵn có của ứng dụng một cách rất chuẩn xác và đẹp mắt bạn có thể sử dụng hai ngón tay để phóng to trên thu nhỏ đối tượng trên nền ghép để giúp thay đổi tỷ lệ sao cho phù hợp và đẹp mắt nhất với nền đã được chọn. Ứng dụng cung cấp sẵn cho người dùng một vài phông nền để lựa chọn ghép ảnh của mình vào đó. Bạn có thể lựa chọn phông nền nào cho phù hợp nhất với bức ảnh của mình. Trong trường hợp bạn muốn cắt và ghép ảnh vào một phông nền do tự mình chọn, bạn nhấn nút xét cướt tầm rồi chọn hình ảnh mà bạn muốn sử dụng làm nền. Sau khi chọn hình ảnh muốn làm nền để ghép, Ứng dụng cũng yêu cầu người dùng phải cắt lại hình ảnh này để phù hợp với kích cỡ ảnh do ứng dụng tạo ra, nhấn dấu tích ở góc trên bên phải để lưu lại hình ảnh nền đã cắt. Một khi đã xử lý xong hình ảnh nền, lập tức ứng dụng sẽ ghép đối tượng trong bức ảnh của bạn vào hình nền đã chọn để tạo ra một bức ảnh mới. Để lưu lại hình ảnh sau khi đã ghép phông nền mới, bạn nhấn vào biểu tượng dấu mũi tên chỉ lên có trên giao diện ứng dụng, sau đó chọn biểu tượng Facebook để chia sẻ hình ảnh lên Facebook hoặc biểu tượng mũi tên chỉ xuống để lưu hình ảnh vào thiết bị của mình bạn cũng có thể nhấn vào biểu tượng dấu để có thêm nhiều tùy chọn chia sẻ hình ảnh như gửi qua email hay gửi qua tin nhắn Messenger. Quá trình xử lý của Teleport đều được thực hiện một cách tự động và rất chuẩn xác. Người dùng chỉ việc tùy chọn hình ảnh và phông nền để quá trình ghép ảnh được thực hiện. Có thể nói Teleport là một ứng dụng xử lý ảnh hữu ích và thú vị để bạn có thể tự tạo ra cho mình những hình ảnh độc đáo nhất. Phạm Thế Quang Huy